đầu tiên. Đấy. Bài thi tiếp theo, bài thi gần xe nhường đường cho. Cái chỗ đây là hay bị đấy, cái con này đo không chuẩn đâu. Anh nhìn cái chỗ mà xe số 7 ập đầu. Ừ rồi coi luôn. Nó không nói gì thôi, qua. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Rồi qua lên, nó đến đây rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe, đường vòng không góc. Rồi sát. Cái này cần thiết có thể dừng lại gì để mà chỉnh cho nhé. Chậm rồi, cứ từ từ. Móc về đây. Luôn. Anh chỉ là sát mép tí tí là ra. Có tín hiệu điều khiển giao thông. Xe số 6 bắt đầu. Rồi đừng có vừa. 6. Để trăm đẹp. 90 đẹp được rồi. Đấy à. Cái tội là nói chuyện nhé. Mình đập trùng. Cái xe ở trường vậy nó rách rách vậy nhờ phải như thế này à, đã cồn quá chạy lẹ. Còn một cái biển nữa đó. Còn bên một là cái xe nào ta? Xe tự động. Xe chuẩn dưới luôn phải không? Vâng. Chuẩn dưới đúng không? Đúng rồi. Xe không có số, xe cài số tự động. À đây là bên một à.
phải thi kết xe ngang vào từ dũng. Đích lần gì mà biết là đúng mà chạy lên luôn. Đến ngược anh phát được rồi. Tiếp. Rồi, ok. Ui. Không sao, không sao. Có gì nó độc chứ à? Chắc là nó mùi á. À, nó mùi rồi, nó mùi, nó mùi. Chưa được, chưa được. Nó đụng mũi đâu, cái gì chứ nó đụng mũi. Nếu mà đụng mũi là nó báo trừ điểm. Đụng mũi là trừ điểm rồi, ra ngoài bạch rồi. Này gì kêu à? Gì vậy chứ nó đụng mũi. Mình nhớ mình nhắc nó chút xíu mà. Chưa ngã tư nữa. Còn tầng số. 20 tầng số giờ tầng số với đứng ngay đường sắt. Tầng số tầng mấy số rồi? Bài thi tiếp theo, bài thi tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Tạm dừng thôi nha, chứ mày dừng hẳn đâu. Tạm dừng xuống xe dắt máy dặn bộ không? Đạp hết ra.
hết số. Bài thi qua lại có tín hiệu điều khiển. Đập máy lên. Tín hiệu giờ ưu tiên giờ đi à ông? Cho trừ điểm luôn. Nãy tăng tốc, tốc trừ luôn điểm rồi. Đập đi mà. Đi hơi bị sốc. Gọi sao tao ngừng bạn đã. Sao nó không chào nha? Trăm điểm. À, trăm điểm là không nói. Xe số 5 xin chào mừng bạn đến với chào đó. Thành thế xe tự động. Xin mời bạn đưa xe ra vạch xuất phát. Rồi, quá.